Kính thưa đại chúng, ngày hôm nay chúng ta sẽ học Phật ơi, con tìm Phật. Tại sao chúng ta phải chọn cái đề tài này, thưa chư vị? Chúng ta thử hỏi cái mục đích. Tất cả làm việc gì chúng ta đều có mục đích. Một người học trò đi học, nó cũng có mục đích, nó muốn có cái bằng, cũng có cái nghề. Nó đi học bác sĩ để nó làm bác sĩ là một cái nghề, nó có mục đích. Nó đi học luật sư để nó đi học luật để làm luật sư, nó có mục đích hết. Và sự thành tựu tức là nó được làm cái nghề đấy một cách chuyên môn thì gọi là sự thành tựu. Sau khi có bằng bác sĩ, nó khám bệnh, chữa bệnh cho người ta, nó dạy lại cho những người khác đều tốt hết và làm tốt hết mọi việc thì cái đó gọi là sự thành tựu. Một học trò cũng vậy, một người thương gia cũng vậy. Mục đích của người thương gia là gì? Đi kiếm tiền. Cho nên á, nó cũng phải đi làm cái này cái kia. Rồi á, có nhiều khi cái nghề này thất bại, nó sang nghề khác. Để cuối cùng mục đích nó gì? Có tiền. Có tiền nhiều. Không phải có một vài tỷ mà cả hàng ngàn tỷ, giống như Bill Gates á. 100 tỷ đô Mỹ. Nhưng mà làm bằng lương thiện, làm bằng trí tuệ. Bill Gates không có lừa gạt ai hết á. Làm bằng trí tuệ. Facebook cũng vậy, không có lừa gạt ai hết á. Làm bằng trí tuệ. Thế thì tất cả đều có mục đích. Và khi có mục đích thì người ta sẽ vạch ra cái con đường để ta đi tới mục đích đó. Thế thì kính thưa chư vị, quý vị đi tu để làm gì? Cư sĩ hay là tu sĩ? Chúng ta thử hỏi lại, mục đích của chúng ta để làm cái gì? Chúng ta đang làm gì đấy? Nếu chúng ta không biết cái mục đích chân thật của chúng ta thì chẳng khác nào chúng ta đang đóng tuồng hát xiếc, cạo cái đầu, sáng ra tụng kinh, lại giống như hát xiếc y khuôn vậy. Mục đích là cái gì? Mục đích để làm cái gì? Bên Thiên Chúa giáo thì người ta nói rất rõ. Ta nói rất rõ ở trong Kinh Thánh đó, và tất cả trong nhà thờ nào cũng đều nói. Đừng bao giờ tới nhà thờ mà nói rằng đạo nào cũng tốt. Tới nhà thờ là để theo Chúa, thực hành lời Chúa dạy, thờ phượng Chúa, để rồi khi chết trở về với Chúa. Đó là chân lý của người ta, mục đích của người ta. Thế đạo Phật là gì? Đạo Phật là gì? Thử suy nghĩ đi. Tại sao tôi phải đi theo đạo Phật? Đạo Phật là phải đi tìm Phật, hành trì theo lời Phật dạy, và cuối cùng về cảnh giới của Phật. Trong tịnh độ thì các vị đó gọi là cực lạc, cõi cực lạc. Bên Nam Tông thì gọi là Niết Bàn. Cảnh giới đó là cảnh giới vui, không còn khổ nữa. Nôm na là như vậy thôi. Khổ. Bắc Tông, Nam Tông gì cũng vậy, chỉ có nhiêu đó thôi. Con đi theo Phật vì Phật ơi, con khổ quá. Con đi theo Phật, con thực hành đủ các điều Phật dạy. Phật đã hứa rồi nha. Con ráng con niệm Phật. Mà khi chết á, Phật hứa rồi, Phật rước con về cõi cực lạc, vãng sanh cực lạc. Con ráng con ăn chay, con ráng con ngồi thiền, tứ niệm xứ. Phật hứa với con á, sẽ nhập Niết Bàn.
Mà Phật thì không bao giờ nói láo. Thế tại sao chúng ta tu hoài mà chúng ta không vào Niết Bàn, không vãng sanh? Như vậy chúng ta chưa thấy mục đích, chưa thấy con đường. Trước hết phải thấy mục đích, rồi thứ nhì chúng ta phải thấy con đường. Thế kính thưa chư vị, mục đích của quý vị là cái gì đấy? Quý vị thử xét đi. Thương gia thì làm phải có tiền, đi học thì phải có bằng cấp và ra có nghề nghiệp. Thế quý vị, nói quý vị đi tu theo Phật, cái mục đích là cái gì đấy? Mục đích để cho mọi người tôn trọng, cô đó tu, anh đó tu. Chưa chắc à, nó khen trước mặt chứ sau lưng nó mắng chửi, không còn cái gì hết. Quý vị có tin không? Sư còn bị mắng nữa. Đệ tử nó mắng thiếu gì? Quý vị biết rồi đó. Mắng đã đời rồi tới lạy xin lỗi, sám hối, cư sĩ cũng vậy. Mà tu sĩ cũng vậy. Có sao đâu. Nhưng điều quan trọng là nó biết sám hối, mà biết sửa, sửa nó mới tu được. Cư sĩ, nhân sĩ đấy, nổi tiếng ở Việt Nam ấy, mắng sư không còn cái gì hết, rồi bây giờ lại là người Phật tử thuần thành đi theo hộ pháp. Thế mục đích của mình là gì? Quý vị đi tu mục đích là gì? Nếu không xác định được mục đích thì Phật đã nói hết kiếp này kiếp khác vô vô lượng kiếp. Thế thôi. Kiếp này tu thân nữ, ráng tu. Kiếp sau chuyển thành ông hòa thượng. Có nhiều Phật tử tại vì mình biết tu rồi mình dẹp được ngã mạn. Có Phật tử nó thương, cất cho nhiều chùa, rồi cất cho nhiều chùa là tham đắm, thấy mình ông hòa thượng, bắt đầu xa quần chúng, mà thấy mình gần Phật là rớt rồi. Thế thì mục đích, trước hết chúng ta phải biết mục đích. Mục đích chân chính của người tu Phật là đi tìm Phật. Thế thôi. Đi tu Phật đây này, đang tu đạo Phật là đi tìm ông Phật, coi ông ở đâu. Chứ quý vị đi tìm ma, tìm tình yêu à, tìm tiền à? Quý vị đi tìm Phật, coi ông Phật thiệt á, ông ở đâu? Ngài nói Ngài nhập Niết Bàn rồi, bây giờ con muốn biết Ngài có thật không, Ngài đang ở đâu? Vì nếu Ngài không có thật là một bức tranh vẽ thì con đang tu tào lao, con đang tu vẽ, tu ảo, tu theo bức tranh. Con tu theo Phật thì lạy Phật. Trước hết phải lạy Phật. Phật chỉ cho con biết Phật đang ở đâu. Nếu mà không lạy ông Phật, ông chỉ đâu. Ông nói cống cao ngã mạn, tức là ma rồi. Ngã kiến còn to là ma. Ở trong Đại Trí Đồ Luận, Câu Hy La là cậu của Xá Lợi Phất tới gặp Đức Phật, hỏi: Này Ngài Cù Đàm, kẻ không thọ các pháp thì ông nghĩ sao? Để cục đá cao cỡ bao nhiêu để dưới đít đó, ngồi, trong khi Đức Phật ngồi ở dưới đất, ngồi trên cỏ. Đức Phật nhìn, Đức Phật cười. Đức Phật hỏi lại: Nhưng mà nếu kẻ ấy không thọ cái, nhưng mà kẻ ấy có thọ cái kiến chấp là mình không thọ các pháp hay không? Ngay lúc đó Ngài Câu Hy La biết mình sai, tức là có một cái pháp tên đó là không thọ. Biết sai như con chiến mã cúi đầu xuống lạy Phật. Lạy Ngài Cù Đàm, nếu như kẻ ấy không thọ luôn cái kiến chấp là mình không thọ các pháp thì Ngài nghĩ sao? Đức Phật mắng liền: Như vậy thì nhân ngã bình đẳng,
ta với ngươi đều không, hà cớ gì lại đây mà cúng cao ngã mạn? Ông có cái gì đó ông mới gọi là cúng cao ngã mạn chứ. Ông có cái gì đó ông bảo thủ, ông chấp vào cái ông có, rồi ông mới nói rằng là ông khác người ta, ông cao hơn người ta, hay ông thấp hơn người ta, hay ông bằng người ta. Cả ba trạng thái thấp hơn, cao hơn, bằng đều là so sánh. Mà so sánh là có cái ngã, mà có cái ngã tức là ngã sân. Ngã sân thì là tham sân si, sân khởi. Một cái thùng phân biết đi, làm gì còn có tham sân si trong đấy? Một cái thùng phân biết đi, làm gì còn có ta lớn hơn người, ta nhỏ hơn người? Nếu mình đi toilet mà quý vị thấy một ngày nào khám phá ra cái cục phân của mình nó thơm tho, mình mới có quyền nói: à, ta đi cục phân nó thơm, mà chúng nó đi là thúi, ta hơn chúng nó. Còn bây giờ mình đi cũng thúi như nó, vì cớ gì mà mình lại nói mình ngon lành hơn nó? Thấy chưa? Sư nói cả nghĩa đen, nghĩa bóng. Nghĩa đen là về vật lý, mà nghĩa bóng là về cái đầu nè, sự chấp thủ ở trong cái định kiến nè. Toàn là sách vở, báo chí, kinh sách, truyền hình, xem cho nhiều vào, rồi nói đường này đúng, ông Phật kia đúng. Thế thì giờ quay trở lại, mục đích đi tu để làm gì? Để tìm Phật, mà Phật thiệt á. Chứ còn không có đi theo báo chí, đi theo kinh sách, đi theo chùa, đi theo ông sư này, ông sư kia. Nó đều thất bại. Ở trong bài Kinh Kalama, Đức Thế Tôn có dạy rất rõ: chớ tin từ đám đông truyền thuyết, ngay cả những điều mà Đức Phật nói cũng chớ tin vội. Từ nơi miệng Đức Phật nói cũng chớ tin vội. Đức Phật dạy cho năm anh em Kiều Trần Như, Ngài dạy Tứ Diệu Đế. Đức Phật dạy cho ông Tsushima, dạy có hai cái, có cái khổ và cái hết khổ. Đức Phật dạy cho cái bà già, bà ôm đứa con chết, bà nói: Ngài là Như Lai Bậc Thế Tôn, Ngài cứu được con tôi, Ngài phải cứu con tôi. Đức Phật nói: bà đi kiếm cái hạt mè ở trong làng, nhà nào không có người chết. Thế thì Tứ Diệu Đế nè, Nhị Đế nè, rồi hạt mè nè, rồi có một người đệ tử của Ngài chẳng nhớ gì hết. Các vị chư tăng không thấy được cái nguyên quỷ, đuổi về. Ông có trí tuệ, ông chẳng nhớ gì hết, ông đi về đi, ông dốt lắm. Đức Phật nói: không, các ngươi chỉ nhìn thấy cái 500 kiếp à, ta nhìn thấy vô vô lượng kiếp, ta biết nó sẽ tu được. Giao cho cái chổi đi quét mà chứng A-la-hán. Vậy thì cái dốt đó là sao mà chứng A-la-hán? Còn cái tự cao, tự ngã, ngã mạn, tôi giỏi, tôi đúng, tôi cao hơn, chứng cái gì? Chẳng chứng gì cả. Đề Bà Đạt Đa bát định năm thần thông, tức là dưới Phật có một bậc thôi mà còn rớt vào địa ngục. Quý vị nào ở đây, trong quý vị ở đây có vị nào vào được sơ thiền chưa? Mà sơ thiền khó không? Trước hết chúng ta đi tìm Phật thì chúng ta phải biết ông Phật ở đâu. Trong bài Kinh Ngũ Uẩn, Đức Phật nói đấy, Phật ở trong năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mắt nhìn thấy, tai nghe, mũi ngửi, đem vào cái thức và chấp cứng ngắc. Cái thức ấy chính là ông Phật đấy, ông Phật của mình đấy, ông Phật của tôi chứ không phải Phật của người khác. Và vì ông Phật của tôi cho nên tôi phải ăn mặc kiểu Nam Tông như thế này, Bắc Tông kiểu kia, là ông Phật của tôi. Bây giờ sư hỏi quý vị, ông Phật là ông Phật của tôi, hãy có cái tôi là có cái ngã, mà có cái ngã là ông Phật của ngã, Phật là vô ngã. Như vậy chúng ta đang làm cái trò gì đây? Đóng tuồng cho vui, phải không nào? Đi tìm Phật phải biết ông Phật có hình dáng như thế nào, mặt mũi ra sao, ông ở đâu. Đức Phật nói ở trong Kinh Trung Bộ: ví như đi bắt một tướng cướp, quý vị phải biết mặt mũi của nó,
và biết nó trốn ở đâu, cái hang động nào, rồi đột kích vào mới bắt được cái thằng tướng cướp đấy chứ. Nó quân lính nó cả hàng 10.000 đứa, nếu không biết cái thằng nào là tướng cướp thì làm sao bắt nắm đầu nó được. Vào là 10.000 đứa nó giết liền, chịu nổi. Phải biết ngay cái thằng nào là tướng cướp, vào chộp đầu thằng đó là dính. Đức Phật nói cũng thế, muốn tu phải biết tham sân si từ đâu sân khởi, mặt mũi nó như thế nào. Bây giờ tìm ông Phật, trước hết có tìm không? Hay là thấy người ta tu mình cũng tu, người ta cạo đầu mình cũng cạo đầu, phóng trào. Thấy ta đi học, sư có mấy người đệ tử, nó đầu tiến sĩ ở bên Ấn Độ, tiến sĩ Phật học. Về đây sư giao cho một buổi giảng, sư bảo đi lên giảng bát chánh đạo đi. Nó quay xuống nó hỏi sư phụ, bát chánh đạo gồm có mấy cái, tên nó là gì? Tiến sĩ Phật học nha. Thế thì điều đó nói lên cái gì? Không phải nó dở đâu, nhưng mà tại vì nó không quan tâm tới lĩnh vực đó, nó chỉ quan tâm lĩnh vực khác. Mỗi đứa nó quan tâm một lĩnh vực, nó có cái mục đích. Có đứa nó thích giỏi về Pali, có đứa thích giỏi về lịch sử, có đứa nó thích giỏi về pháp hành tứ niệm xứ, có đứa thích về Vipassana. Nó có từng cái bộ môn riêng. Mà bát chánh đạo là căn bản, sư không có trách nó, sư tội nghiệp nó thôi. Sư phải ngồi xuống sư viết 1, 2, 3, 4, 5, 6, và phải giải thích cho nó để nó hiểu. Nó có học ấy chứ, nhưng mà nó không quan tâm. Và tại vì cái đó không có nằm trong cái nó thích. Nó chỉ quan tâm tới cái gì nó thích. Thế quan tâm tới cái gì nó thích là cái gì? Quan tâm là cái gì? Quan tâm là tầm. Thích là tứ, dính vào đấy. Tầm tứ. Khi ta thích một cái đề mục nào đó, ta tầm vào đấy. Đi tìm là tầm. Tìm coi ông Phật cũng nằm đâu. Sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý chỗ nào, thọ tưởng hành thức chỗ nào. Cái kia, ngài Gô, ngài Mô Gốc, ngài đã chứng A La Hán rồi đó. Công thức của ngài đó, mà ngài cũng dựa theo lời Phật nói, nhưng mà ngài chế biến theo cái trải nghiệm thực tế của ngài. Ngài là vị A La Hán, ngài chứng ngài để lại hai con mắt xá lợi. Còn sờ sờ mà sư đã tới, sư thấy tận mắt mà sư đỉnh lễ rồi đó. Thế đấy, đầu dây mối nhờ ở cái chỗ thọ ái. Hãy còn thọ còn ái thì còn sinh tử luân hồi. Mà ngài Mô Gốc tu chỉ cắt ngang cái chỗ đó thôi, không cho nó ái phát sinh. Không ái phát sinh thì không có ngã, thì lập tức chấm dứt sinh tử luân hồi, không còn sanh nữa. Đấy, ngài tu ngài chứng. Và bây giờ đó, cái nhóm này đó, họ cũng kiên cố lắm, tu học đàng hoàng lắm. Nhưng mà không có rầm rộ. Một cái lớp tu khoảng chừng 50-60 à, không có đông. Tâm còn hơn thua, còn cao thấp bằng, là tâm ma. Mặc đắp y này là của Thái Lan. Các ngài ở bên miến ấy, ông sư Thái Lan ở bên đây không có công nhận. Nói vậy chứ thưa quý ngài, con phải làm sao? Nó ông phải xin thọ giới lại. Dạ, cho con thọ giới lại. Đấy, tu như vậy đấy, không cái cọ. Các ngài muốn mình thọ giới, dạ cho con thọ giới lại. Không có hơn thua, tại vì tâm còn hơn thua, còn cao thấp bằng, là tâm ma. Ngã nó còn phát sinh. Mình là cái gì? Người ta nói là cái âm thanh, mà nếu nó chỏi lại cái đầu mình, tức là tự mình chỏi mình chứ. Mình ngu chứ. Thế tự mình chỏi mình là gì? Là ma. Xin lỗi quý vị, là Phật, chứ không phải là ma. Mình chỏi mình mà mình không biết, mình cứ đam mê mình chỏi hoài, tức là chạy theo cảm giác dục lạc, tiếp tục tái sinh, chống trái, chống trái, chống trái, tạo nên nghiệp chướng, nghiệp nơi khẩu, nghiệp nơi ý, nghiệp nơi thân. Thì đó gọi Phật gọi là ma. Chứ nó đâu phải là ma, nó là cảm giác dục lạc. Mà hễ biết thì sao?
biết nó là cảm giác dục lạc rồi, ta không nô lệ nơi cảm giác dục lạc, ta không chạy theo cảm giác dục lạc, ta buông nó xuống cái cụp một cái, thì đó là Phật, là giác đấy. Buddha dịch ra là Phật Đà, rồi đi sang Việt Nam bỏ mất chữ Đà còn chữ Phật. Bút là gì? Bút là biết, biết rõ. Mà thầy Nhất Hạnh á, nay là đạo giác ngộ, đạo Bụt á, do chữ Bút á, B-U-D-D. Giác ngộ là biết, tức là ông Phật ở đâu? Khi tôi nhấc tay lên, tôi cầm cái miếng này lên, tôi biết tôi đang nhấc lên, mắt nhìn, tay cầm, cẩn thận, chánh niệm, không để nó rớt, không để nó bể, thì đó là biết, là giác. Còn nếu tôi theo thói quen cứ việc nhấc lên đấy là ma. Còn nếu tôi không theo thói quen, tôi từ tốn cầm lên, tôi biết trong này có nước, tôi để lên nhẹ nhàng, chánh niệm, tác ý, tác ý trước hết, tác ý, mắt nhìn nảy sinh cái ý, tay bắp thịt đưa xuống nhẹ nhàng cầm, cầm mà chưa nhấc lên cẩn thận nắm cho chắc cái nắp, rồi từ từ nhấc lên, rồi lật nó xuống, thì gọi là chánh niệm, tỉnh giác. Mà chánh niệm là gì, tỉnh giác là gì? Là Phật. Tìm Phật ngay trong đời sống hàng ngày, ăn uống ngủ nghỉ thở, ngồi thiền thở phải biết. Phật nói trong kinh Tứ Niệm Xứ làm sao? Cảm giác toàn thân con thở vào, cảm giác toàn thân con thở ra, chế ngự ưu bi phiền não. Mình phải cảm giác, tức là thọ. Thở vào con biết con đang thọ, và con phải chế ngự được ưu bi phiền não. Ưu bi phiền não là gì? Là tham sân si. Từ đâu mà tham sân si có? Vì có ngã. Tôi nè, tôi đang ngồi thiền nè, là ngã to đùng còn gì nữa. Ngồi thiền như con khỉ chai đít chứ ăn thua gì. Chừng nào mình cảm thấy xấu hổ, ăn cơm đàn na tín thí mà tu hoài chưa được vào sơ thiền, phải biết xấu hổ. Người ta nói mình, chửi mình cái mình nổi sân lên, rồi mình nói trong bụng đây, thôi sư Minh Tâm nói nhẫn nhịn, con tha nó đó, chứ lần sau mà nó chửi con là có chuyện. Tức là cũng như không. Mình đang chống trái cái thức của mình nè, cái thức nó nhồi vô. Mà khi quý vị tác động thương hoặc ghét, đẩy ra hoặc kéo vào, đều làm năng lượng cho cái thức hoạt động, thọ tưởng hành thức. Và thức hoạt động thì nó chỉ có hai ngã để cho thức đi. Một là nó bị hủy diệt, hai là nó dày thêm. Nó dày thêm thì tạo nghiệp, thích ghét đều tạo nên nghiệp. Tôi thấy bức tranh này đẹp, tôi thấy bức tranh kia đẹp hơn, đấy, nghiệp. Tranh là tranh mắc mới gì, mình khởi lên cái nghiệp, nó ở bức tranh sau đẹp, bức tranh này chưa đẹp đẹp. Tôn tượng bổn sư ở đây đẹp hơn tôn tượng bổn sư. Tượng là tượng, mắc mớ cái gì? Người này chê đẹp, người kia chê xấu. Tất cả đều từ trong đầu này nè. Chúng ta đều có cái định kiến, tu phải như thế này nè, tu phải như thế kia nè. Mà quên rằng cái mục đích của ta là đi tìm Phật. Đi tìm là tầm tứ bám sát vào. Trong đời sống hàng ngày, đi đứng nằm ngồi, nhấc chân lên, đưa tay mắt nhìn, đều phải có tác ý. Như lý tác ý, yoniso, như lý tác ý, không thể nào rời nó được. Nếu rời ngay một lúc là ma. Lúc nào cũng phải chánh niệm tỉnh giác thì mới có tuệ. Mẹ chánh niệm là Phật. Tìm Phật ngay trong cái nhìn, cái ăn, cái ngủ, cái nếm. Hễ chỗ nào còn có đắm chìm, tham muốn, ganh ghét, thích không thích, đều giống nhau, đều là ma hết. Chỉ khi nào thông dong, người ta khen cũng vậy, người ta chê cũng vậy. Không dễ đâu quý vị. Con mình ở với nó, nuôi nó lớn 2-30 năm. Giờ đó con gái nó nói mẹ ơi,
Giờ con lỡ yêu rồi, con mình chứ đâu phải con của mình, nó phải sống cho đời sống nó chứ, nó có cảm xúc, tại sao mình bắt nó phải theo mình? Vô lý vậy. Hồi xưa đó, quý vị thử nghĩ coi, nhiều lúc quý vị cũng cãi cha cãi mẹ đi theo người yêu, tại sao bây giờ đó bắt buộc con mình nó phải làm như thế này thế kia, tạo khổ cho nó. Tạo khổ cho nó thì là tạo khổ cho người, tạo khổ cho quý vị bực bội khó chịu là tạo khổ ở trong tâm, đó là khổ đấy. Chấp thủ và ngũ uẩn là khổ, chấp thủ và ngũ uẩn là khổ. Sắc thọ tưởng hành thức nó không có cái gì hết, mình chấp cứng ngắc. Thế thì chúng ta tu Phật, chúng ta đã đi tìm Phật là phải có cái lòng, có cái mục đích, còn quyết tâm đi tìm Phật và phải biết mặt mũi ông Phật ở đâu, mặt mũi như thế nào rồi mới tìm được ổng. Còn bây giờ không biết mặt ổng thì làm sao tìm? Mấy bức tượng này toàn người ta vẽ không, người ta tưởng tượng ra chứ ông Phật làm gì giống như vậy. Chưa có một cái chứng tích nào về dung nhan của Đức Phật còn để lại, toàn là vẽ vời không à. Từ thế kỷ thứ nhì, thế kỷ thứ ba, thứ tư trở về sau, còn trước đó không có. Những cái tảng đá do ngài Asoka này kia cũng là tưởng tượng. Đức Phật mất lâu rồi. Rồi có nhiều người nói Đức Phật có người con tên là La Hầu La với công chúa Yudala, vân 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 vân. Bỏ cung vàng điện ngọc đi tu, phải hiểu được cái nguyên ủy của nó. Nhưng mà sao ngài đi tu? Nó có hai lý do. Lý do chính trị và lý do nội tâm. Chơi hoài nó cũng chán chứ. Quý vị ăn cái ngón, bây giờ nó xin lỗi ăn bánh xèo ấy. Sáng bánh xèo, trưa bánh xèo, ngày mai bánh xèo, ngày mốt bánh xèo. Ăn nữa không? Không. Ngán. Sáng thấy vợ, chiều là thấy cung nữ. Ngày sáng ngày mai thấy đờn ca hát, rồi ngày mốt ăn tiệc tùng. Nó cũng phải chán chứ. Vì cái chán đó, cho nên ngài đi tìm cái khác. Chứ không phải ngài nó ở sanh tử ưu bi khổ não được tôi đi tìm chân lý, không có. Chán quá rồi, cái đó trở thành nhàm rồi, thì mới đi tìm cái khác. Mà đi tìm cái khác, đi ra ngoài đời á, thấy là già bệnh chết mới hiểu ra được ở chân lý nó như vậy. Cho nên nó bây giờ một bên này ta có theo thì ta cũng chết như thế này thôi. Có sướng cách mấy, có bao nhiêu cung nữ, có đờn ca hát, rồi cũng chết, cũng bệnh như mấy cái người này thôi, cũng đem đi thiêu thôi. Thế thì còn cách nào để mà không khổ như vậy không? Sợ quá. Thứ nhất nhàm chán, thứ nhì sợ cái quả. Phải nhàm chán rồi mới sợ cái quả, cho nên mới đi tu, mới tìm ra con đường để ra khỏi mấy cái đó. Chán quá rồi thì mới tu nổi. Còn bây giờ còn chồng còn vợ, nhấc điện thoại lên, anh ơi chờ em về ăn cơm, rồi xong. Sắc thinh hương vị xúc pháp qua lỗ tai mắt mũi, không nói đâu xa, trong bàn tu với nhau. Sư tỷ à, mai em hết khóa tu rồi đó, em về nha. Ô về hả? Mừng quá. Ma đấy, một chút xíu đó thôi, bạn tu với nhau thôi chứ không phải là nam nữ gì hết, là ma hết đấy. Là mình đang chạy theo cảm giác dục lạc, emotional reaction. Và hễ có cảm giác dục lạc thì sao? Thêm củi, lửa cháy tiếp, tái sinh tiếp. Tại vì ngay trong đó có cái ngã và có sự quan hệ của ngã với đối tượng. Hai người bạn tu với nhau thôi. Sư tỷ à, mai em hết khóa rồi em về. Ô mừng quá ha, vui. Đó là chạy theo cảm giác dục lạc. Tức là mình đang tu cái Phật bên ngoài, mình không có tu Phật bên trong.
Ông Phật bên trong là thọ tưởng hành thức, mà nhất là cái thức á, chấp thủ định kiến nó nằm trong đầu á. Tôi là tăng nè, phải tôn trọng tôi. Nói một cái là thấy rớt xuống địa ngục rồi, tội nghiệp dễ sợ. Hà cớ gì phải so sánh vậy? Đạo Phật là đạo vô ngã, vô thường, mà bây giờ là có cái ngã to đùng vậy, đạo gì? Đạo Bà Hú chứ đâu phải đạo Phật. Đạo Phật là vô thường vô ngã, và biết là ngũ uẩn nó vận hành, chẳng có cái ta nào trong đấy. Chẳng qua do nhân duyên, có chồng, có vợ, có mẹ, có con. Chẳng qua do nhân duyên, có thầy, có trò, có huynh đệ. Nhưng mà nếu không thấy 12 nhân duyên này thì tiếp tục sinh tử luân hồi 12 nhân duyên. Cầm cái miếng ăn lên, bỏ trong miệng, à miếng này ngon. Sư hồi nãy sư có kho cái gì mít, mà nếu quý vị ăn dở thì thôi nha, mà nếu thấy ngon đó, mà muốn ăn miếng nữa là cẩn thận nó tái sinh đó. Cái thức tái sinh tức là cái muốn ăn một miếng nữa, tức là ăn cái này rồi tức là hiện tại, mà muốn ăn miếng nữa là cái thức tương lai. Cái ăn miếng nữa không quan trọng, mà cái thức tương lai là cái ý muốn muốn ăn đó, nó nảy sinh ra trong đầu thì nó cứ lặp đi lặp lại và nó tạo nên nghiệp và tiếp tục sanh tử luân hồi. Thế thì mục đích của chúng ta là gì? Tìm Phật. Phật ơi, con đi tìm Phật. Phật ơi, Phật ở đâu? Ở đằng trước này hả? Hay ở chùa nào? Ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, ở nơi ngũ uẩn. Biết, giác, thấy rất rõ, nó là vô thường, nó là vô ngã. Mà biết rất rõ trong bài kinh lửa cháy, tất cả chỉ là lửa, 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 lửa cháy. Lửa tham, lửa sân, lửa si cháy nơi mắt, nơi tai, nơi mũi này, các chư tỳ khưu. Phải thấy được như vậy. Thấy rất rõ gọi là thấy như thật. Chứ không phải thấy cái ly là cái ly, cái nắp là cái nắp. Nó không phải cái chuyện vậy. Thấy cái hoa là cái hoa, cái đó là tào lao. Phật không có dạy vậy. Thấy như thực, tức là thấy ngũ uẩn. Này này chỉ là ngũ uẩn, nó là cát, là xi măng, là đất sét nung lên, nó thành ra cái nắp. Bây giờ sư dục một cái nó bể, là nó vô thường. Phải thấy được cái vô thường thì mình mới không có dính mắc, không có quý cái ly này nữa. Bể thì thôi, không có tiếc. Và vì không tiếc cho nên chấm dứt sanh tử, không có còn dính mắc nữa. Cho nên tìm Phật là trong đời sống hàng ngày. Phật ở nơi ngũ uẩn, Phật ở nơi tham sân si. Không có tham sân si làm sao thấy Phật? Thấy được tham sân si, không chạy theo nó nữa, thì bây giờ mới nói là con Phật. Không giống lông cũng giống cánh. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Như vậy mới gọi là tu Phật. Tu Phật là phải theo Phật, đi tìm ông Phật là: Phật ơi, Phật ở đâu? Ở ngoài á? Hay là ở bên Thái Lan? Hay là ở Tuệ Tâm? Phật ở trong tâm quý vị đó. Trong mỗi cái sát na thương ghét buồn vui là trong đấy là Phật đấy. Mê mờ không biết chạy theo nó, làm nô lệ cho nó thì là ma, sinh tử luân hồi. Mà biết ngưng lại buông thì là Phật. Angulimala giết 999 người rượt theo Phật. Nên này ngài Cù Đàm, ông đứng lại. Đức Phật nói: ta đứng từ lâu, sao ngươi ông đứng? Đứng là đứng như vậy đó. Đứng là đừng để cho cái tư tưởng mình nó chạy ra cái khác. Còn một cái ý nghĩ là quý vị còn thêm củi. Còn thêm củi là còn tái sinh. Ngồi thiền, cái phép đầu tiên sư dạy quý vị hoài à, selective thinking. Cái bước đầu mình chưa đủ khả năng, mình phải lựa chọn cái tư tưởng. Tư tưởng bất thiện dục ra, tư tưởng thiện cố tiếp tục suy nghĩ. Suy nghĩ sinh tử là khổ, tư tưởng thiện. Suy nghĩ về chồng nó dẫn đi chơi, bất thiện.
rung rung mà suy nghĩ về lấy sữa cho con mình, nó bú là rung rung, là ưa thích, là ma suy nghĩ rằng tôi tu đây tại sao mọi người không tôn trọng tôi, đó là ma, chỉ là cái thùng phân biết đi thôi. Chừng nào buông bỏ được tham sân si phiền não thì lúc bây giờ mới ở gần Phật, lúc bây giờ mới là Phật ơi con thấy Phật rồi. Còn bây giờ đó thấy ma không à, ham ma không à, Phật ở đâu? Ăn uống ngủ nghỉ trong cái ngũ uẩn này, sắc thọ tưởng hành thức, và cái quan trọng nhất là cái thức. Thức nó đưa tới tự ngã, ta đây, ta là ngon đây, phải kính lễ ta, là cái ngã nó to đùng. Cái ngã to đùng là ma. Phật đâu có vậy, Phật ngồi ở dưới đám cỏ, Phật đâu có ngồi cao vậy, bây giờ người ta đưa lên cao, Phật đâu có ngồi cao. Phật là gì? Là giác, là biết, biết rõ, biết cái gì, biết vô thường, vô ngã, ta không làm chủ được nó. Để làm gì? Buông, đừng có dính mắc. Đó là cách tu. Tu là buông. Thấy tôi đang thích, buông, biết rằng cái này sẽ bị đọa. Thấy ta chửi buồn, buông. Mình còn giữ là còn ân oán. Sáng nào cũng vậy, đều tụng kinh sám hối. Nếu quý vị có lỗi với tôi xin tha thứ quý vị. Nhưng mà nói vậy thôi, quý vị đi chỗ khác chơi, đừng có dòm tôi, lại gần tôi thì có chuyện. Coi như tu như không. Đấy, Phật ơi, con đi tìm Phật. Tu như thế nào để được thấy Phật? Tu cái ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Tu cái tham sân si đó, emotional reaction. Tu bằng cách nào? Buông, xả. Có những người tu 20-30 khóa của ngài Goenka, tốn cơm tốn gạo dễ sợ, mà lại đây gặp sư, sư chỉ cần mắng nhẹ cái, sư thử mắng nhẹ cái quay lại cự liền. Nó còn làm lỗi gì mà sư mắng con? Nó, à ha, thì ra có cái con ở đây nữa, có cái ta đây nữa. Ta thử nhà ngươi vậy đó, nhà ngươi nó tu 20 khóa rồi thì phải biết thọ là cái gì, xúc là cái gì. Ta chỉ mắng có một cái nhẹ nhẹ thôi mà thấy đã nổi sân lên rồi, mặt đỏ lên rồi, quay lại hỏi thì là rớt rồi. Thế thì Phật ở đâu? Tu Phật phải biết Phật ở đâu. Làm sao để thấy Phật? Đấy, sư chỉ rồi đấy. Giờ còn có trách nhiệm quý vị là muốn đi tu Phật, muốn tìm Phật, muốn thấy Phật hay không tùy quý vị. Đơn giản vậy thôi. Ở trong quý vị, không có ở đâu hết. Ở trong cái thân ngũ uẩn dơ nhớp, cái thùng phân biết đi này nè, thấy rất rõ vô thường vô ngã thì ông Phật hiện tiền, chạy đi tìm chỗ khác, chạy vào ma, nhấc chân lên như lý tác ý, nhấc tay lên như lý tác ý, cầm cái đũa ăn như lý tác ý. Quý vị đừng tưởng sư là cũng trọn vẹn đâu, cũng có những buổi trưa đồ ăn ngon quá, múc một muỗng lên bỏ miệng thấy nó ngon quá, khởi cái tâm ưa thích. Nhưng là người tu biết tạm quý sám hối, ngưng liền, lạy Phật từ bi, con đã khởi tâm ưa thích. Phải tự thành thực với mình. Mình phải thành thực mình mới tu được. Con đã khởi tâm ưa thích, tức là con là ma, con là con ham ăn, con là con heo, chứ không phải là ông tu sĩ. Có chứ sao không có. Cái mùi nó ngon là lưỡi đếm ngon. Nhưng mà ngay lúc đó là người tu mình biết. Ngưng, buông. Đạo Phật là buông. Đừng có dính mắc, đừng có chấp thủ. Mà trước khi buông phải biết nó là cái gì rồi mới buông nổi. Ông xã tôi mà tôi buông sao nổi, con tôi mà tôi buông sao nổi, nhà tôi mà tôi buông sao nổi, tiền tôi mà tôi buông sao nổi.
Rồi cái áo cà sa này của tôi thọ giới, ôi tôi rình rang lắm mà bao nhiêu người ấy là cúng dường mà giờ nói tôi buông buông sao nổi. Nhiều thôi. Thôi nhá. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khà.